hành, khởi hành. Nghe như nhố này. Đi xe đi con. Cả khu làng chứ ai cứ vậy. À mẹ lên trước. Rồi đưa cô ly mẹ coi coi. Qua cho Tom coi. Hồi nào? Lần thứ hai một ly. Cái hôm mà tôi hào quá mà. Đi với ông thầy không mua. Ê khoan khoan khoan. Đường có mỗi mình nhà mình. Hạch xuống đua nó bắn tắt nè. Hai bên đứng đầu. Con nhìn dưới cho video. Trời ơi, làm đường mà đông người đông. Con thú. Quá trời nhân viên. Trời ơi, có cái xe à. À. Tí mình ra đường nào ta? Đi theo đường đó. Continue on Delagrotte Avenue for 1 kilometer. Nhìn video đường nào? Đi đường này. Đi thờ luôn không? Đi nhà lắm. Đi này mới thờ hả? À, đằng nào mình hối đi bộ cốt đi. Nhà thờ mình sớm mà. Có gì biết xíu vậy? Đây đường nhà thờ bên này. À, vậy mình tới rồi nè. Nãy giờ không biết em tưởng là mình đang ở cái thao chưa tới. Vậy ra mình đã đến trong xe rồi. Nhìn muốn nhìn nhanh, à, con sát lại này, cái gì? Nó làm mùi mùi nhựa đường không à? Đó, đang vô nước mẹ nè. Quay này nó đẹp hơn. Chưa ai tới vậy ta? Dầu, xăng, rượu. Vehicle. Alcohol. Vehicle. Ngăn. Lấy. Tôi cho thả tôi xuống rồi. Thôi, đóng cửa rồi. Cho thử mở cửa nhà thờ có được không con? Đâu được không? Gọi là đóng à, hết mở được, mở được, mở cho mẹ. Mở cho mẹ vào. Ủa không chị? Mở cho mẹ tới phía. Anh vô đi. Vô đi. Anh vừa mở anh tự vô. À như nhà nó xíu à. Ừ, nhà thờ. Có cái hồ kìa. Ủa có cái. Trời ơi. Đi cái cửa cho mẹ đi. Có mấy ghế à? Có 6 ghế. Có nước mẹ cực làm dấu đi con. Ừ, yeah. Ngoài lắm vô. Con chào nước mẹ, con chào chú đàng hoàng chứ, nó mua xe nè, nước mẹ nè. Hình như cái hòm chứa cái gì á. Nhà thờ nè. Này nếu 6 ghế. Ừ. Nhà đọc kinh nhà nhỏ chứ. Nhà thờ đó cha làm lễ đây nè, ngày xưa nó bé vậy thôi. Thế cứ lên lầu thử. Bỏ tay ra. Không có làm như vậy. Lên lầu không cho lên mất công. Đóng cửa vô. Muốn lên thử. Như lầu cũng không nhỏ. Nhà thờ bên ngoài. Hình như này là hồi xưa cũ, bây giờ nó hoạt động. Đúng rồi. Để hạ bà lũ để đất mẹ đi làm lễ ở dưới. Đây làm cái mảnh chửi cho em. Đây, làm lễ ở đây. Con trai yêu ta làm bệnh ba lô của mẹ chứ con trai yêu à. Hello, ta là con gái yêu của Bảo Anh đây. Con đi xuống con. Đó, giờ đi xuống, ngồi dưới kia lễ. Cháu muốn thả ba lô mà. Ủa, xe chạy xuống dưới kia được luôn kìa. Không, kia là xe của nhà. Ừ. Đi. Con biết muốn lên lầu. Vô được rồi hả anh? Đi. Anh vô trong được á. Cái này. Quay đi. Trời nhìn nhìn đẹp quá vậy. Nét là nét luôn á. Thank you.
Muốn làm gì vậy? Con đi trước thì con quay. Con đi từ từ thôi, đợi con nữa. Tắt chưa? Chưa tắt. Mình ngon. Cái điện thoại là gì? Đi về. Nhờ Thảo đi. Thảo đây để chị em hỏi. Rồi em muốn chụp lô thôi chứ đi. Con Hải đi. Xe bên kia, xe chị bên kia kìa. Con Hải đi, con Hải đi đi. Đừng có Hải lẹ, Hải trái thôi. Hải trái thôi mà ra đây. Hải trái mà. Cái gì Hải trái to to nè. Hải có mấy cái bự bự á. Cái này to nè. Ừ, cái bự bự. Hãy rồi nhà là đâu. Ủa thế cái thằng số này nó có ba số hả? Dạ, à đúng rồi. Ừ, ta đông.